Báo cáo sếp, em mới tìm thấy cái quẹt này. Biết đâu đó lại là một mật mã thì sao? Cũng có thể đó là dấu hiệu riêng của nhóm này. Cái bật lửa nhất định là có ăn ý. Còn rảnh không? Dạ rảnh. Đi chơi với ba nha. Đi đâu vậy ba? Tới một chỗ mà con đã từng tới. Nếu con thích thì cứ mang theo giáp vẽ. Chỗ đó đẹp lắm. Con chuẩn bị đi. Dạ. Ba thấy con, con có vẻ rất hứng thú với thiên nhiên lắm. Họa sĩ luôn nhạy cảm với cái đẹp mà ba. Bàn về nghệ thuật thì con trai của ba nói cái gì cũng đúng. Nhưng mà không lẽ con cứ sống mãi với cái tinh thần đó hay sao? Ý ba là sao? Thì con cũng phải bán tranh để có tiền. Ba biết là con không thích tiêu tiền của ba. Lần nào ba đưa con cũng chỉ nhận rất là ít. Con không bao giờ thiếu tiền cả. Vậy con làm thêm gì để có đủ tiền? Ba thừa biết là một bức tranh con bán đi kiếm được không ít tiền. Khi nào mà thật cần tiền, con mới bán đi một bức. Cũng 10 năm rồi, ba có một người bạn là thứ trưởng bộ công an. Một người đã có rất nhiều cống hiến ở trong ngành. Lại tốt tính, nên ai cũng quý mến. Nhưng trong một lần truy quét các băng nhóm buôn ma túy lớn nhất tại thành phố, thì kết quả tên cầm đầu đó chính là con trai của ông. Con sao vậy? Ba không thể yên lặng cho con tập trung được sao? Ba xin lỗi. Tới đây mà không nói chuyện, ba rất khó chịu. Nhưng mà bức tranh này đã hư rồi, con còn vẽ làm gì? Ba cứ kể con đi. Mỗi lần nó làm rất khó vẽ. Chắc chắn nó đang có tâm sự gì đó. Con uống cà phê đi, rồi vẽ tiếp. Con không uống, bấu đi. Con làm sao vậy?